Ok, lên em. Hôm nay chúng ta lại thử bằng con game mới. Game này lại tiếp tục đến từ cái thị trường Việt Nam của chúng ta. Này, hồi trưa tôi lướt lướt video đó thì thấy có một thanh niên đăng về con game dự án mà anh ấy tự làm. Nên hôm nay tôi cũng lướt vào thử luôn. Đây. Một game nhỏ mình tự làm. Game này chưa có trên Steam nha, nó chỉ là trên itch.io. Itch.io này là một cái nền tảng dạng như phân phối game á. Nhưng mà nó đơn giản là nó miễn phí, nó rất thân thiện với những cái mà nhà phát hành nhỏ lẻ, mấy cái dự án nhỏ nhỏ của họ luôn. Đây, bây giờ chúng ta lên chơi được rồi đó. Anh em cứ vào cái link này, gọi là benbu.x.io/arcg. Thanh niên này hơi vừa lười dựng mà cái bảng này ha. Sao mà nhìn trông có vẻ khó thế này. Đâu về. Anh em có thể mà tip cho bên đây bao nhiêu tiền cũng được. Tip thì nó sẽ lên cái tài khoản x.io. X.io mình có thể quản lý nguồn tiền rất là thoải mái luôn. Anh em đợi tí, tự động nó về đó. Sao lại mà bị cảnh báo cấm cờ như thế này? Thôi cứ đau thôi. Chắc là chưa có được duyệt. Em đợi tí tôi vào game. Rồi, tôi đã tải nó về rồi đây. Đây, ASCG của chúng ta. Chưa biết tên game nó là cái gì luôn. Để nén ra. Đây là cái thư mục của game. Nó khá là đơn giản luôn. Mono Getting Net ASCG. Nói về cái itch.io nữa, anh em thì có thể lên đây để thử qua rất nhiều con game luôn. Đa số nó là miễn phí, một số thì có thu phí nữa. Nhưng mà thường mấy cái dự án thành công á, dev mới bắt đầu thu phí. Thì trên đây là thượng vàng hạ cám rất là nhiều. Anh em chơi thì chủ yếu phải lọc ra. Đa phần là cái game indie thôi, không có mấy game lớn lớn trên này đâu. Itch.io thì anh em lên đây á, thì một á, ủng hộ dev rất là nhanh gọn lẹ luôn. Thì cũng có rất nhiều cái dự án thành công trên này. Sau đó thì họ sẽ đưa lên Steam. Thì lúc đấy thì anh em cũng được một bản trên Steam nữa nếu dép họ mà chịu gửi. Sao mà của tôi nó báo cái một đỏ gì đây? À. Hồi trước thì cái dự án của tôi thì cũng đưa lên itch.io này. Nên anh em mà biết con game mà Bullet Galette nào, Bookshot Galette nào. Thì đây nó cũng mới lên Steam á, cũng từ một cái dự án itch.io nè. Sau này nó lên Steam thì rất là ngon luôn. Rất là đông người chơi trên đó. Đây là con game của thanh niên mà làm từ hồi học Unity, từ hồi xưa tới giờ. Nay thì thấy nó hiện lên nên cũng đăng lên itch.io cho anh em mà thử nghiệm. Rồi, đây, vô thử game, tôi đã tải về nó rồi đây. FPS rất là ổn định mượt mà. Option. Có option rất là chuyên nghiệp luôn nha. Hồi đó tôi không biết tôi làm mấy cái option này mất mấy tiếng hồ. Thậm chí hỗ trợ cả kênh John Lên luôn nè. Có điều cái tấm hình này nó hơi mờ tí. Thôi thì lười chơi tay cầm lắm. Chơi phím chuột được không? Được luôn, đúp A, D, J, K, L, gì. Trời ơi, phải chơi hai tay à? Thôi có gì tí nữa cắm tay cầm chưa sao. Combo mode là chế độ cặp đôi. Mấy bạn như tôi thì chơi với đó này. Đồ quên nó không biết có tiếng Việt không. Gọi chưa kịp đọc cái gì luôn. Không không, hiện tại không có tiếng Việt. Rồi ok bắt đầu lại. Rồi một con chim cánh cụt thôi. Di chuyển để ăn hết mấy gold xanh xanh trong màn chơi. Ăn trên 50% thì bắt đầu có thể sử dụng một loạt các skill như chạy nhanh, bất tử, cầu nguyện hoặc là bất tử cho đồng đội. Tôi đang đọc mà. Tưởng đâu mình di chuyển thì nó mới di chuyển chứ. Nó chạy nhanh quá.
Rất là đơn giản, tuy nhiên game cũng khá thú vị nha. Kính tiền tiêu quá. Sao màn này to vậy nào? Mình té xuống vực không ta? Không không, tới đường biên là hết à. Trời, như đấu bò tót kìa. Bình tĩnh bạn ơi. Canh đúng 50% là mình bất tử, nhưng mà rất đáng tiếc. Con này quán tính nó chạy rất là nhanh nha, nên mình có thể né nó như bò tót kìa. Ôi ôi, chết. Cái này nó tính điểm sao ta? Cứ một ô là một điểm hay gì? Ủa sao hai con? À phải win mới được. Không sót ô nào á. Bình tĩnh. Có vải. Hình như nó tìm đường của tôi là cách nửa màn hình là nó không tìm được. Xuống đây rồi. Ai. Đi nó dễ bị vướng quá. Tiếp tục. Cãi nhau. Ở dưới đi mày, đừng có lên đây. Kêu mình lóc, kêu mình sàn sao? Không có tuần tiếp rồi, không có tuần tiếp để mình đọc mô tả mấy cái này. À. Lũ đạn nó còn mong mong kìa. Không có thời gian để đọc chữ, đọc kỹ là hãy sử dụng cái kiểu đặc biệt khi mà cái nhân vật của mình nói là kiểu locker, thì đó mình có thể có nhiều thời gian để sử dụng kiểu. Nhìn này, con phía dưới là cái này hả? À kiểu là 1 2 3. Q là 1 2 3, mà chức năng của Q là cái gì? Giọt giọt.
Hình như đi di chuyển chéo là mình đi nhanh hơn cái gì á. Rồi lùa hết đống này đâu quên ơi. Chơi gì gắt gỏng với nhau cái gì chú heo con này. 220 điểm. Hai con luôn. Hai con thì tốt nhất nó không có đi chung với nhau đó. Hai con thì tốt nhất phải lùa làm sao mà hai con. Thằng này khó vết á. Đi dễ bị vướng quá. Với lại mà đúp AD rồi thì xài 1, 2, 3 nữa nó lại rất là khó. Bình tĩnh bạn ơi. Rồi, hai con hai đầu. Nghe như tiếng nẹt bô xe máy vậy. Nãy giờ như tôi không biết dùng kêu thiệt luôn. Xì kêu sao ta? À, khiêu là gì? Là cái gì mà? Rồi, Numbat chuyển qua Numbat. Sau nãy ghi là 1, 2, 3, 4 gì? Đây, chúng ta làm lại. Gì bắt buộc phải đi lại level 2 giống mình đi lại được rồi level 3. À, nâng bao vi bộ. Nâng bao vi bộ. Anh em thấy chưa, biết khiêu cái là game nó đơn giản liền. Kinh tiền yêu. Game này như màn chơi đó. Thank you.
Chết ơi, rank 34 này hơi lố rồi. Lũ đạn nó đi dễ bị dưỡng tường quá. Hai con nó đi hai đồng đó chứ. Đúng khôn luôn. Thì toán tìm đường này thì chắc là về dây nó mới tìm đường một lần. Nên có con đi ngu, có con đi khôn. Đi nó dễ bị dướng quá, nên mà đứng tường nhá, dướng vô tường tí thì nó phải chân chân rồi đó. Chứ dướng vô tường cái là nó đứng yên luôn thì rất là khó. Lần ba vi bộ vô đầu con heo. Tôi không qua được cái màn ba này, tôi căng dữ rồi đó. Game này Gogulai à. Hai con này nó nhảy quá. Một con đi chậm, một con đi nhanh đó chứ. À. Này thì đang ba bi bộ, tất cả các ô thì nó khó vãi cả, tại vì mình đi rất là dễ sót một vài ô luôn, thì sau đó là phải quay lại nữa. Bỏ tài rồi, số game gì bánh. Rồi gớt một ô ở góc đó là thấy ngu hết rồi đó. Cái này chắc để gắn tay cầm vô được rồi. Xong cái này gắn tay cầm vô thôi. Chứ đúp AD mình di chuyển bằng hai nút cùng lúc nó mới đi chéo được. Ây da. Ôi, bó tay rồi. Ê, thì lại bị dướng. Thank you.
để tí tôi gắn tay cầm không. Đâu khó di chuyển hơn nữa. Tay cầm nó dễ nhận 4 hứng hơn là 8 hứng, nên chúng ta di chuyển thì nó cũng khó khăn vậy. Đó. Nó lâu lâu nó tự động chuyển 8 hứng về 4 hứng, nên đi chéo nó còn khó hơn nữa, đi chỉ đi thẳng thôi nè. Thôi không ổn rồi, chơi phim chuột thôi. Tay cầm này nó nhận 8 hứng kém quá. Đi mà cứ tới khúc cua là mình phải bị vướng lại cái không? Nào nào. Nói lại bị dướng ngay khúc cua không à. Đấy đấy đấy, đừng có dướng đó. Rồi xong luôn. Đi đụng tượng cái là cảm giác nó bị delay khoảng nửa giây à, rất là khó điều khiển luôn. Rồi 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 rồi. Phải chi mà cảm giác nó trơn tru, nó mượt mà hơn tí thì khá là ngon nghẻ. Mình làm sao mà không nên chạm vào vách tường luôn á. Vậy thì khó lắm. Rồi đó, cứ đụng vô vách cái là nó phải dướng delay nửa giây, nó khó chịu. Rồi 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 rồi. Rồi nói này. Game này bắt buộc đi chéo, mà đi chéo đụng vô vách tường thì nó lại bị đơ một nhịp. Để di chuyển sao khéo khéo. Với lại mà không sót bất cứ ô nào thì nó rất là khó luôn. Tại vì bắt buộc cái ô như tôi sót hai cái ô ở góc đó là phải đi qua. Ấy, đừng có đứng đó. Rồi nữa này. Anh em thấy cái đoạn đơ chiều nhất là cái đoạn tan tóc là dính vô vách tường á. Nó gần như đứng yên luôn. Rồi nó bó tay, game quá khó đi, khó từ cơ chế điều khiển cho tới mà tính toán đường đi quỹ đạo. Lâu lâu nó cứ sót một ô ở góc là coi như phải đi lại nguyên cái đoạn đường đó.
ơi. Thì cũng bắt với nhau à. Rồi bị dứng. Thua, quá khó đi. Tôi chịu rồi. 30 phút hoàn thành trong con game này. Tôi không dám đi vào mấy cái góc luôn á, đi vô đụng cái chắc tường cái là nó bị delay tí xíu. Với lại không sót ô nào thì nó tốt quá. Gần như cái chỗ đó mình phải đi lại từ 2 đến 3 lần, gần như là đi khắp cái map mấy lần luôn. Ít ra cũng khoảng là 70-80% cái map rồi được bạn. Thua, chịu, bó tay. Tiếp, lần nữa. Tôi đã cố gắng hết sức. Bây giờ nó bị dướng cái nơi trời. Rồi, cứ đụng vô vách tường cái là nó phải delay đi tí xíu, rất là khó phản ứng luôn. Anh em nhìn cơ chế điều khiển của mình nó giống hệt như con heo vậy đó. Nó hút tới con heo, nó hút tới cái là nó dính với tường xong nó sẽ bị delay một tí xíu, nó không quay đầu được á, là nhân vật của mình nó cũng y chang vậy luôn. Đó, nó hút tới mà mình né được cái là nó phải delay rất là nhiều. Mình di chuyển thì cũng y chang con heo vậy. Ở đây lớn gần mấy màn ba mà như vậy thì tôi không có khả năng chơi nổi hết rồi. Rồi lại sót một cái góc thiệt. Một trăm phần trăm map thì quá khó. Rồi, đụng vách tường nghĩa là nó delay đứng yên cho con heo hút. Trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Đó, anh em nhìn nó chạy mà lăn ba vi bộ mà còn đứng tận gần đâu biết bao lâu nữa. Lý ra nên đụng cái vách tường theo cái hướng xiên như thế này á, thì anh em cho nó đi ngang thẳng qua luôn. Như cái bức vách này đây, anh em xiên đụng ở đây thì cho nó trôi qua đây đây. Còn lần này đụng vô thì đụng vô cái xiên này nó phải đứng một cái, anh em phải quay mặt qua đây thì nó mới di chuyển tiếp được. Nó giống như anh em đi xe mà chỉ có tiến không có lùi á, nên đụng vô cái góc cua cái là mình. Rồi, hút vô cái dấu góc hay là nó đứng yên luôn. Rồi thôi, game này chơi đến đây được rồi. Cơ chế điều khiển nó còn mà cứng quá.
nên tôi hình bó tay rồi, chơi cũng được có khoảng 3 level đầu à. Theo cái hình này thì tôi thấy nó là 14 level lận, quá khủng khiếp. Rồi không biết sao mà qua nổi hết bao nhiêu đây nữa ta. Cái chữ select level này nó hơi bị lệch lên rồi đó. Rồi, hôm nay game này thử đến đây thôi. Tôi coi còn có game gì nữa để chúng ta kiếm kiếm thư giãn không. Chơi game đó ngồi chóng mặt quá. Cái mục tiêu nó di chuyển liên tục rất nhiều thứ. À, có bản demo game này nè. Unicorn of Gourmet Demo. Tôi cũng mới tải nó thôi. Chưa có thời gian rảnh vô thử. Trong lúc mà mở game chúng ta vô đây. Đây, nó là demo của con game này. Một con game mà thể loại gì ta? Quét thử cái này à, dịch được không? Vẫn dịch được. Cái tôi không ngại nó bị đơ đơ làm sao. Đây là chúng ta sẽ lãnh đạo liên minh những cái người tí hon. Gomez là cái dạng người lùn trong mấy câu chuyện cổ tích đó. Để chống lại thế lực áp bức thù địch ở phía trên. Rồi nói chung là con game mà nổi vậy thôi. Sao mà nhạc đâu ra? À nhạc trong game. Vậy thử cái trailer. À, game thẻ bài tên bay. Tên bay thì đương nhiên là thẻ bài thì đương nhiên là tên bay. Ai đây? Ghét hả? Cô bé hoàng khăn đỏ của chúng ta đây à. Rất nhiều thứ luôn. Ba dấu chấm hỏi, một cái mũi tên. Nói chung là con game thẻ bài thôi nên rất là thú vị. Bạch Tuyết đấy hả? Snow White đấy hả? Sao Bạch Tuyết mà chơi bị đau mắt đỏ hay ghê vậy? Enemy tool. Cái này là vô game đây nè. Defeat là thất bại. Con vọt. Này cưỡi ngựa, này bắn cung á, giống Robin Hood vậy. Mà nãy giờ chúng ta đánh thấy khá nhiều nhân vật trong cổ tích đó. Animation game này khá là đẹp. Mấy cái nhân vật nhìn thiết kế cũng rất là độc đáo nữa. Số lượng follow hơi thấp. Rồi thứ hai, cái bộ đàm nó khá đơn giản luôn. Đây là một con game khác của nhà phát hành. Game này được bởi Hego Graph PC của Polygon. Tên là người lùng luôn á. Polygon nét nè, người lùng luôn. Nhà phát hành này thì cũng khá nhiều game này. Con game gần đây nhất của họ là Unreal Saga, một con game mà nhập vai giả lập thời gian cũng khá là thú vị á. Có thời gian chơi game này. Game này thì dev cũng mới gửi tôi rồi mà chưa có vô nữa. Game này hình như là sắp kết thúc giai đoạn Early Access gì đó. Đây Guild Wars nè, họ đã 11 tháng 4 là game ra mắt phiên bản chính thức luôn, kết thúc giai đoạn Early Access. Thì không biết tới đó giá có tăng không. Game này cũng đắt phết đó nha. Vậy mà ông dev không gửi tôi không có chơi không vậy. Có thời gian rảnh tôi thử bằng này. Đây là con gì đây? À con game dạng như mà nhiều người chơi thì nó kiểu vỗ mà. Nhưng mà miss thôi. Ghi to lay. Rồi chúng ta vô hôm nay vô thử con game mà đủ quân người lùng này. Setting. Ngôn ngữ tiếng Anh. Này là gì? Đây là cái bản gì tra cứu wiki trời nhiều chứ gì không? Thôi nhiều quá không quan tâm đâu. Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi. Rất nhiều anh hùng không thể hồi phục mana sau mỗi turn. Sử dụng mana của game một cách hợp lý. Cái gì đây, có video đồ game nữa nè. Cậy một phương chiều xa rất là xa, có nồng nàng Bạch Tuyết sống ở đó. Một ngày nọ thì cô ấy học được biết cách nhận ra rằng cái tiếng hát của mình có thể là điều khiển người lùn. Bất kỳ người lùn nào nghe cô ấy hát thì sẽ trở thành một cái nô lệ. Câu chuyện bắt đầu từ cái một cái người lùn nào đó. Vải để dùng cái tôn dịch cho nó nhanh. Người lùn của Bạch Tuyết trở thành một món hàng bán rất chạy ở vương quốc này, phải không? Ờ đúng rồi. Trời, mấy người lùn nghe Bạch Tuyết hát tội nghiệp. Nên vị vua thứ mà 628 ra lệnh bắt liệu những cái người lùn và đưa họ đến cái trại giáo dưỡng nào đó. Trại giáo dưỡng đó có tên là GCC, chưa kịp đọc nó. Gonomo Motatanomo. Bùm bùm bùm, chạy 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 ra. À đây
tin tức mới, một nhóm những người lùn bả mà trốn khó khỏi cái khu Gono Motago gì đó. À đây, chúng ta phá ra đó là lý do chúng ta nhập vai là người lùn à. Game này nó bôi bác này mà lách tiếc quá. Hết tiên cá da đen thì sắp tới chúng ta lại có mà công chúa bạch tiết da đen. Đây là đâu? Cái gì? Sơ hay go gì? Ủa không có dẫn chuyện gì trên vậy? À đây nè. Chào sếp, chúng ta đang ở trong cái quân danh. Tất cả những hero thì sẽ có mười mấy cái đơn vị lính nhỏ nhỏ như thế này, mình có thể chọn nó trong vô cái squad của mình. Nói chung là mấy thằng lính là một thằng là một cái thẻ bài á. Tách gấp thơ clan là cái gì? Gấp men nó tách cơ gì đủ trên vậy? Cái này là chất bui cái bộ bài của mình mà đầu game nó cho mình đủ bài trên hả? Mấy cái số bình thuốc mana bên đây là cái gì? Mình có 3 bình à. Chắc đó, cái điểm action point của mỗi cái thẻ bài quá. Đây là căn nhà của Gom. Quá nhiều thứ luôn, khủng khiếp luôn. Đây là cái bản demo mà sao cho cái nội dung nó đồ sổ như thế này. Có gì hai cái này nó khác nhau. Cái này do mình xem, còn cái này cũng cho mình xem nhưng mà được chọn á. Cái này cái đầu não mình tên là Miko á. Có khá nhiều điểm sao quát luôn. Rồi bùi lại cái bộ bài cho nó chỉnh chỉ rồi. Gây 5 đam 2 lần. Gây 5 đam 2 lần thì cái này gây 6 đam 1 lần nó lại ngon hơn chứ. Bỏ lá này ra, không ngon. 2 điểm gieo 1 sầu foster. Cái đòn tấn công tầm xa kế tiếp thì sẽ gây chí mạng. Nhưng mà tốn tới 2 điểm thì thôi, không. Gây 9 đam và Hego nhận 3 đam là mình nhận lại 3 đam hả? Gây 5 đam không mất gì nè. Ủa sao con này xanh lá, con này đỏ hả? Gây 3 đam và áp dụng điểm yếu đến 2 điểm điểm yếu thì sẽ gây đam thêm 50% được. Gây 4 đam và áp dụng 2 độc được luôn. Gây 6 đam nếu như chí mạng thì áp dụng 2 độc. Chí mạng thì mình coi ở đâu ta? Không, vậy tôi bỏ 2 lá này cũng đi. Tại vì đầu game mình không biết chỉ số chí mạng là bao nhiêu. Nếu như tèn tèn gần kiểu 10% á thì cái lá này nó tốn rất là tốn mana luôn. Hồi 1 mana, nếu Hego có giáp á thì sẽ hồi 3 máu. Hai lá này đi chung với nhau, còn lá nào tạo giáp nữa không? Gấp men này là cái gì ta? Đây đây, chọn một cái kẹt và gây 4 độc. Được. Hồi 8 máu và áp dụng 4 độc. Tức đã áp dụng lên mình luôn hả? Thôi áp dụng lên mình luôn không? Gây yếu và x1 và 7 armor. Có thể xài lên quân địch luôn. Hồi 7 máu. Cái kẹt tới thì sẽ hồi 50% lượng đam mình gây ra. Chỉ sử dụng một lần trong mỗi battle. Chị mình có lá nào hơn 7 máu này không? Không có thì xài luôn lá này vô rồi đi. Nếu như cái lá nào được 14 đam thì xài lá này nó ngon hơn. Chọn như rút một cơm trong lá bài, tốn một mana. Xong thì cái lá rút ra lại tốn thêm cái nữa, không ngon. Nâng cấp ngẫu nhiên một gom trên tay, tốn một điểm mana. Dụng hai đào. Đào này tất cả chỉ số máu giáp gửi cho quân địch. Cái này có bộ ngon nha. Hego sẽ nhận đám chí mạng á. Thôi. Cái này là mình có thể là trộm giáp của nó nè, đào tất cả chỉ số gì máu giáp và bọ gì đó gửi tới quân địch thì sẽ nhận lại quân mình. Không hiểu cho lắm, nếu như mình gây đam cho nó thì sao? Cái lá này với cái lá mà boost 7 đam cho địch nè, tức là mình boost cho địch 7 đam mình cũng nhận lại là 7 đam nữa hả? Lá này khó xài nha.
Thon lập đớp. Khi mà mình hồi máu thì mục tiêu nó cũng sẽ bị gây đâm ngang với lượng máu hồi của mình. Thôi chơi thử đi, thiếu lá rồi. Vô chơi đi. Lấy lá này đi. Vô chơi lần cho biết coi game nó làm sao. Bấm vô đây rồi đi ra. Một nơi nào đó gần cái khu dân cư này. Tội chữ nhiều quá. Gada, do you copy? Rồi nói chung mình đang bị mà con bạch tuyết nó đang truy sát á. Chấp cho một phần thưởng là một cây nấm. Rồi ok, ra đi. Chào sếp. Quá trời nhiều chữ đi. Có con đường nào an toàn không? Đây là ở đâu? Đây là cái vùng phía bắc gì đó, đó, đó. Một cái nơi gần gần vương triều gì đó. Rồi. Trời game thấy bài mà với chữ gì Guka, thậm chí con này cũng với chữ vô đó. Rồi mình sẽ có thằng này làm qua tiêu dẫn đường cho mình. Còn nói nữa không? Hết rồi. Chúng ta đi thôi. Nấm nè. Thịt nè. Trời mô tả mà viết như thế này nữa. Cái này là cái đương thực của mấy con người lùn của mình trong cái trận chiến này. Mỗi mà cái di chuyển trên bản đồ ấy sẽ tốn một cái điểm này. Mình có thể bui mấy cái thịt này ở mà quán rượu hoặc là cái thị trấn hoặc là nhận thông qua cái web. Còn cái này là tiền dùng để huấn luyện mấy con gom, mua hoặc là hồi máu gì đó. Mấy con gom mình có máu nữa. Bây giờ đi đường nào ta? Cái bản vẽ này là cái gì? Sao nó không có hiện cái gì ra mô tả? À đây, loot. Cái này là web. Đây, đi cái đường thử cái loot này. Tốn 22 thịt để chơi vào lên. À, vậy là mình đi 4-5 bước cái là đói luôn đó hả? Game này cảm giác FPS nó kỳ với ta. CPU gì nó không chạy anh vậy. Thằng này nó chuẩn bị đánh mình 3 đam. Vô cây. Gây 3 đam và áp dụng 2 độc. Bục nó. 5 giáp. Gây 3-2 đam và áp dụng 2 yếu. Trời ơi giờ mới thấy cái này. Series 1 kẹt tới deep match thì gây 2 chain. Còn cái này là gây 1 mana. Nếu như mình có giáp thì hồi 3 máu. Máu đang vui. Nên cái lá này không cần. Hết tôn. Còn 1 mana. Nó chuẩn bị 6 thủ. Gây 5 đam nếu như mục tiêu có giáp thì mình sẽ nhận được né tránh. Cái mana này mỗi tôn nó hồi có 1 điểm à. Ủa nó đâu có hồi đâu. Y giáp của mình qua tôn sau nó vẫn còn nè. Vậy thì cứ farm giáp thôi. Dính độc nữa nè. Gây 1 mana. Đi 5 đam. Cái lá này tí nữa nó boost giáp lên á mình mới xài. Hết mana rồi nè. Nó bây giờ 6 giáp chuẩn bị đánh mình 3 đam. Mình 13 giáp rồi. Tôn sau nó giật 5 độc nữa. 2 tôn nữa nó chết rồi. Vậy là mình đâu cần làm gì đâu. Rồi nó chính độc luôn rồi, mình còn 10 giáp. Thanh tôn. Xong. Tưởng nó chết. Độc nó giật ở đầu tôn đó. Thanh tôn. Ghi 9 đam một lần đó, mỗi bát tờ. Nó là cái mũi tên là tầm xa, còn này tầm gần phải không? Ghi 7 đam. Thêm cái sợi xích. Ghi 1 yếu và 7 đam. Có thể áp dụng lên quân địch. Ba lá này thực ra không thể nào ngon cả. Cái lá chín đam này thì nó lại tốn 1 mana. Lấy lá này đi. Cái lá này hình như là nó sử dụng một lần đó vậy.
23 thật, trời ơi cái này tốn dữ nha. Trời đánh đi có hai lần hết rồi, thịt luôn rồi, hết phần nửa thịt rồi. Bên của bạn thì đứng ở phía trước một cái lồng giam của mấy con thú này, phá nó ra. Đường châm này là châm gì đây? Ghi 4 đam và áp dụng hai độc. Đít một kẹt gây 4 độc cũng được. 13 lá bài nè. Đi đây lấy thịt à? Trời 32. Đi đường nước nữa hết thịt luôn rồi. Game này nó hơi bị khó cái phần tính thịt đó à. Máu mình đang tối đa không được hồi. Mua thịt đi, mua hết thịt luôn. Còn 30 tiền. Tôi thích cái lá này nè. 25 tiền mình chen nó lên một độc nữa. Đi, hai mà nào luôn. Ngon. 50 tiền hết tiền rồi, còn có 5 đồng à. Bên này là cái lồng sắt, đi bên này thì được đánh boss nè, đi bên này thử coi. 32 thịt. Ba cái thịt này nó nặng phết nha. Cái gì? Cái quách của bạn thì xuyên qua một cái khu rừng gì đó đó đó. 70%. Rồi, không biết là thành công hay thất bại đó. Bãi đông cái gì? Cái này cái kiếm gãy là sao? Giảm đam mình đó hả? Mới vô nó chém, còn cái này là cái gì? Hai cái bình này nè. Ba con, bốn năm con luôn. Nãy xài cái lá này trước mới đúng nè, Ừ. Ủa, chỉ đánh cận chiến là chỉ đánh được vô con đầu tiên thôi. Cà chua là cái gì? Không có coi được mấy cái bút như này là cái gì? Trời ơi, tôi sao nó đánh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đánh mình 6 phát luôn. Ui, lại 3 mana. Giết con này thì nó còn lại 4 đam, thằng này hồi 8 máu. Nó chém mình mất 2 máu không sao cả. Con này 6 độc rồi, 2 tuần nữa. Tuần 5, trời ơi. Hồi 8 máu. Nó đánh 4 đam thì cứ tiền trước ở đây. Siêu. Hồi 1 mana. Gây 5 đam nếu mục tiêu có giáp thì né tránh. Nhưng mà nó không có giáp. 4 đam 2 độc chém nó luôn. Tuần sau nó dừng độc nó chết rồi. Vậy mình tiếp tục phòng thủ thôi. 5 siêu. Bỏ lá này luôn. Xong rồi hỏi 2 mana. Bia 2 đam giết luôn đi. Kén giữ máu, trong mấy con game này mình buộc phải giữ máu. Nó chuẩn bị hồi 10 máu nữa trời. Gây 3 đam áp dụng 2 độc. Hy sinh một kẹt. Mười ba độc hai đun nữa nó chết, mình không cần làm gì nữa. Rồi ơi, nó hồi mình đánh nó 2 máu nữa là đủ rồi. Đây, 2 đam áp dụng 2 yếu đủ rồi đó. Rồi, win, win, win. Đơn giản, không mất miếng máu nào luôn, thấy chưa?
Game này mấy con game thẻ bài mà có hồi máu á thì nó khá là ổn áp hơn. Thịt bình minh 181 nè. Ủa đâu rồi? À đây, đánh boss à. Trong nhiệm vụ này cái gì một đam với cái đâu á, mình đánh là nó gọi người ra hả? Khi ba đam áp dụng hai độc tụ trước. Hồi vãi, nó gọi cho ba con luôn. Nó giật độc nó chết luôn không ta? Hay là nó hồi máu trước? Tôi không biết nữa. Trời ơi, nãy xài cái lá này trước, rồi lá này sau mới đúng mà. Tạm thời bỏ lá này chưa cần, mình xài lá này. Chết luôn. Bao nhiêu con như vậy? Nó cứ gọi hoài vậy đó hả? À? Này đánh nó ba máu nữa nó chết. Nên lấy hai chen không? Chen này nó là cái gì? Quýt hai chen lên. Thì cái lá này nó thành 6 đam hả? 6 đam là vừa đủ giết này luôn á. Bốn thì 4321 là 10 đam, nó lại hồi máu. Bao nhiêu con vậy ta? Chỉ là mình phải canh làm sao mà giết được ba con cùng lúc hả trời? Tháo. Nó cứ gọi ra hoài như thế này thì tiếp tục thủ thôi. Độc nó tự giết rồi. Ghi 4 đam. Gọi ra nó phải không? Nó lại hồi máu. Mình cứ gãy độc vô con ngoài sau này. Con này chuẩn bị hồi 4 máu nên chắc áp độc vô con nó chứ đi. Bỏ ra này. Giáp mình vẫn còn nên cứ đánh cùng ngay thì không sao hết. Trời ơi, nó gọi hai con cùng lúc. Đánh đến khi nào lắm. Bài mình thấp quá. Làm sao mà trong một tuần mình giết được ba con cùng lúc ta? Chỉ có một cách là gãy độc thôi. Nhưng mà nó lại hồi máu như thế này nữa. Ghi 3 đam áp dụng 2 độc nè. 4 đam là 7 đam nè. Thì đánh xong nó còn lại là khoảng 4 máu. Chưa cần. Chưa chưa nên giết con đầu vội nên không cần cái lá đâm đó đâu.
tuần sau con này chết, con này còn 10 máu, chưa chết nó còn 2 máu cũng được, 2 tuần nữa. Bây giờ giết luôn con này thì con này nó lại gọi ra để tiếp. Nó bây giờ nó đánh lên tới 10 đam rồi. Không dám xài lá này luôn thì nó chết luôn cũng không được. Mình giết con này thì nó lại gọi để ra tiếp, bỏ đi cho nó đánh mình. Năm đam áp dụng 4 đồng, xài cái này trước gây 7 đam. Vì con này nó vẫn còn sống, trời ơi. Con này nó còn 2 đam nhưng mà chắc nó gọi con nữa quá. Nó gọi 2 con luôn, đánh đến vô tận à. 2 con này 17 máu, 13 máu. Con này tuôn sao động nó chết rồi. Hết mana hả? 18 máu, 15 máu, đánh thế nào nữa? Dưới vô cái dòng lập chưa tận này rồi thì chắc chỉ có thôi thôi. Gây 4 đam áp dụng 2 độc. Bài mình là không có sát thương nên nó rút độc theo từng đôn không à. Chém nó luôn. Đêm dài vô tận. Tôi bó tay à. Đầu hàng. Ủa? Cái đó không phải đầu hàng á. Đi lại từ đầu. Chớ mà đánh cái đó dùng lập vô tận. Cái bộ bài đầu game của mình nó không có sát thương nữa. Ngồi tính chắc lội con mắt. À, nhân vật của mình có thể lên cấp đây. Chừng nào lên cấp thì mình tăng được mấy cái điểm này thì nó mới mạnh hơn. Còn lại đầu game cứ đi ăn hành thôi. À, quên chọn lại mấy cái lá bài nữa ta. Ủa nó không có nói nữa. Lấy chuối mới được. Đây là nơi mình có thể thêm gom nếu mình có đủ tiền. Không cần thuê đâu. Đi với mua thịt sớm sớm mới được. Cái vụ ban chim nãy đúng khốn nạn quá. Ông nào làm game này. Đồ game thì không có lá nào thủ luôn. Đánh xong rồi mới xài hai gem, nãy giờ quên cái vũ nữa. Kệ. Hôm sau mà mình cũng bêm nó được rồi. Trời ơi. Hôm sau nó tự chết rồi. Không biết nó vô giáp hay là vô máu đâu. Cái độc này nè. Nó ghi là mất 4 máu đó. Nhưng mà thử rồi. Là nó vô thẳng máu luôn, vậy là cái độc của mình nó xuyên qua giáp. Chuẩn bị lên cấp rồi nào. Hai cái này gây một stun không ngon. Cái này tốn một mana. Cũng được, 9 đam mình mất lại 3 máu. Cái máu mình có thể hồi trong mà một số trường hợp. Đi cái này để mua mấy cái thịt. Bui ao một cái. Đấm nó luôn, nếu đấm thắng thì mình được cái gì đó.
hai thằng, một thằng cầm cái gì vậy trời, cái này phải cái mà anh em đang suy nghĩ không đó nè, giống hệt luôn, lại còn màu hồng nữa, mới vô nó đánh 10 đâm bây giờ, mới vô nó đánh mình 10 đâm. Xài lá này luôn, lấy hai chen trước. Nó đánh mình 7 đam, mình mất 3 nữa, coi như mất 10 máu trời gì. Nó đánh 2 đam, con búp bê là cái gì? Mười máu. Nó lên 7 giáp. Cái lá này không thể chơi. Nó đánh 5 đàm, nó có 7 nó có 7 giáp. Nó chuẩn bị bút 5 giáp nữa hả? Thằng này đánh 5 đam, chém 5 đam vô nó, lấy được một điểm né tránh. Né tránh này chắc là bỏ qua sát thương nó đánh lần. Mình có thể là hai giáp nữa thôi. 3 đam áp dụng một hai điểm yếu x2. Con này chắc giải độc vô nó. Một con vẫn còn 3 giáp, không sao hết. Cái lá này chết rồi, nó lên tới 12 giáp luôn rồi. Uống độc thì là 10 đam. Thôi rồi luôn. Mình gần 20 giáp, một điểm né tránh thì không sao cả. Chết. Chị đọc về bút phòng thủ của bộ có vẻ là khá là khả quan á. Cái gì đây? Hero của mình đã lên level 2, cộng 1 điểm talent, 3 điểm phone, gây 5 đam. Nếu chí mạng thì nó sẽ gây hồi lại 2 mana. Cái lá này tôi không biết cách xài. Ta lần khi mà mất giáp thì nó sẽ hiện tăng được một điểm né tránh, cộng một với tất cả các độc debuff áp dụng lên Hero là sao ta? Cộng một độc này nó boost thêm một độc hả? Cộng một đam mới chặt cho anh. Lá này thiên nhiều phòng thủ hơn, 1.500 mà mới lên cấp nữa, 3 điểm. À vì phải tăng đủ 4 cái vạch này thì nó mới lên. Cái này tăng máu mình mới có 2 vạch thôi. Yêu tu gom cộng 1. Chí mạng một cái 4%, 3 cái 12%. Lên cấp nữa thì nó lên cao lắm 24%. Cái nấm để tài tỷ à. Chết rồi, sắp hết thịt rồi, phải lên đó mua thịt mới được.
Nằm ngay này. Hết thịt thì tôi không biết làm cái gì. Có khả năng là nó giết lá bài của mình hoặc nó ăn vô máu á. Team của bạn thì phát hiện một cái gương ở bên trong không biết nó là cái gì. Lấy con gươm lại gần. Mở nó, mở nó, mở. 200 tiền, ngon. Một cây nấm, ngon luôn. Cái 70% là cái gì đó? Là nãy mình gặp cái này rồi, mới vô nó đánh tăng 5 đam. Trời ơi, mới vô nó đánh 6 đam. Chạy nó bút 11 đam. Giáp 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 giáp. Nó chuẩn bị hồi 8 máu rồi hả? Đi ra đọc vô này thôi. Sáu đọc thì nó hồi 8 máu thì vui máu đi. Thì ba tuần là nó chết. 6 5 4 là 15 máu. Năm bốn ba là vừa đủ luôn á. Lấy được điểm né tránh. Cho nó bảy giáp luôn, tại mình gút độc nó chết. Hai đâm một điểm yếu, ít hai chen lên, chen là mình méo cần. Nó đánh 5 đâm vô vẫn còn 3, nó đánh chí mạng hả? Thì 3 đâm áp dụng hai độc nè, 5 giáp nè, cho yếu luôn, mình không cần cái lá đó. Nó hồi máu liên tục như thế này xong chơi. Đun đun nó là cái gì đó? 50% cơ hội chí mạng hoặc là 50% cơ hội đánh hụt tí quyền hả? Đúng tí quyền luôn á. Tám đam mày nè. Bốn ba hai một thì 10 máu, đập một lá độc vô cái nó nữa nghĩa là xong. Mình thà lấy 7 giáp này. Vừa bị yếu mà vừa tăng đam. Trời, nó đánh chí mạng không à. Nó còn 6 máu hả? 6 máu thì xong rồi đó. Đừng có ra ba anh chim nữa nghe, tôi ghét cái vụ ba ăn quả dưới trời lắm á. Đây đi, đánh đôi đi. Chó chó, còn 18 còn 20. Mới vô nó đánh mình 6 đam.
Kém luôn này. Mất coi như là chưa mất máu. Kỳ 8 đam Hego nhận 3 đam. Chạy ngắt. Chưa vô máu mình. Đi 5 đam dùng được một lần mỗi bát tòi sau cùi dưới ta. Cái lá nào. 4 đam Hego nhận 3 đam. Xài lá này đúng không? Sẵn đây. Nó đến mình 3 đam à. Tuần sau thì độc nó hai này nó giật chết rồi. Còn đánh kế tiếp hồi 50% gan 2 trên. Trên x2 thì không ngon. Gây 5 đam. Ba lá này thực ra không lá nào ngon hết trơn á. Mình chơi theo cái đường độc mà bỏ hết đi. Không lấy lá nào đâu. Mình chơi theo cái đường độc nên cái sát thương nó không có gì ngon. Còn trăm thịt là thoải mái, thư giãn, đừng ra ban quả nghe. Rồi. À ngon. Quá đơn giản luôn. Mình chỉ cần giết nó trong một tuần là được. Lớp một thon nữa. Nên ông ta lá này cũng khá là ngon á, tại vì bộ bài của mình nó hồi 3-4 máu với 7 máu khá là nhiều. Remove tất cả các những gom quyền rũa trên tay và gom 15 đam. Cái lá này đi với cái bộ bài xiềng xích này đó. Lấy lá này. Người hát gông nó sẽ nâng cấp một cái con người lùn của mình. Sắp tới boss đó hả? Tiền mình nhiều lắm, 300 lắm. Độc này nó từ 4 lên 5 mà không ngon. Tăng thêm 3 giáp. Cái này vừa loại bất cập hại. 6 đam. Tăng 2 đam, 2 độc. Cái này được chọn, còn cái này thì nó chuyển qua random. Cái lá này nó gấp rưỡi luôn. 5 đam 3 yếu cũng ngon nữa. Hai né thì khá là ngon á. Hai né thì rất là ngon luôn. Rồi, hết tiền. Đánh boss. Không biết boss nó ra sao đây. Mình vẫn còn 100 thịt đó. Dạ tay thôi nha anh. Tư tô hả? Tư tô. Cái con búp bê là cái gì đó? Nó chuẩn bị bút thủ thôi. Xài lá này đi.
10 giáp, 3 6 đam, 2 con búp bê là sao? Hai đá này xài sao nó không dễ nhỉ? Mình cứ tống độc vô người nó thôi. 7 độc. Rồi ba lá xiềng xích luôn thiệt. Nó lên 9 đạm luôn rồi kìa. Trời ơi, xài đá này trước rồi xài đá kia sao mới đúng, tôi chơi ngược rồi. 4 độc nữa thì vừa đủ nó đi đó. Chí mạng kìa, ngon lắm. Game này thì mình đã giải phóng được nó. Miễn nhiễm là không boost hoặc debuff luôn. Hero hồi thêm 4 máu. Gây đam bằng với cái lượng giáp. Hero mất tất cả lượng giáp thì có thể sử dụng một lần trong mỗi bán tờ. Bây giờ thí một gom thì lấy được 7 giáp. Nhưng vậy thì đâu có ngon bằng cái lá 5 giáp đâu. Nhận đôi cái con gom đó. Chip nghe gọi chứ. Sao phải quay về cam? Chúng ta có vấn đề. Góc cô đó mới sinh anh ấy là một cái chiến binh điên khùng trong cái bộ lạc đó. Ủa, mình về cam bấm vô đây. Làm gì? Có thêm bộ bài mới hả? Lá này khá là phù. Tất cả các con gom cận chiến bây giờ sẽ gây đâm chí mạng. Nhận về 7 giáp. Cơ hội đến hụt. Để cái xây xỉn của thằng kia nào. Nếu mình không mà gọi nó thức dậy là sao? Cái lá này đi với cái lá đun nè. Lá này đi với cái lá mà xì xỉn á, lá này nè. Tức là mình chơi nó liên tục luôn. Mình đánh nó, nếu như đánh hụt á thì nó tăng lên thành 2 đao. Mình lại đánh hụt lần nữa thì nó tăng lên thành 3 đao. Còn đánh chúng thì nó vẫn không mất gì, chỉ mất bộ lót và bộ bài thôi. Nhưng mà cái lá này phải đi với cái lá đun này. Đây nè.
Bây giờ mình làm cái gì đó? Hồi nãy là mình đi với Cam, từ với Cam đi xuống đây. Em hỏi là cái gì? Ghi ba độc lên tất cả cũng không ngon nữa. Tốn 2 điểm này. Cái này là xóa giáp kẻ thù. Dài dòng quá. Đang khá lười đọc chữ. Con game mà chữ nhiều quá. Nhìn chữ nhiều cái gì? Bên này là đánh gốc cô hả? Còn bên này là sao? Thử cái này đi. Cái nhà cũ. Đi đến chính giữa thì là đập luôn cái cửa bên giữa vào căn nhà. Đi vào căn bếp của nó thì chắc lấy thịt. Vào cái phòng chính giữa đi. 50%. Đến lúc lấy, nếu như 50% thành công, đã lấy thành công rồi. Tiếp tục là cái này cứ chọn theo cái kiểu mà game mà gì đó, bàn cờ đó, top of top. Tất cả đứng yên. Đứng yên và không di chuyển hoặc là hù nó. Đứng yên không di chuyển. Rồi đấm này. Chọn nãy giờ mới đấm nhau. Ba con mèo 15 đam ngay tôn đầu luôn. Giết người hả? Trời 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 trời. Một đam nó đánh 5 lần. 10 đam, 20 đam, 25 đam. Tốn nha. Trời ơi, coi nó đánh về à. Chịu sao nổi. Nó đánh có khả năng hụt nên cũng đỡ đỡ. Tuần sau nó tự chết. Một con. Rồi nó tán mình hộc máu luôn. Nó đánh 5 lần rồi. Bây giờ còn có một mana lạng quạng là mình đi luôn á. Thôi càng lâu càng dễ chết, có gì chết thì giờ lại thôi. Rồi xong. Quá mạnh đi. Bây giờ quay về Cam là có mất cái gì không? Đâu mất cái gì đâu. Tiếp tục thôi. Đi chậm mèo không được rồi. Thôi đi đánh mấy này. Nó nhanh. Đi cái này thì được đánh hai con này nè. Đi đánh khó khó đi.
Ủa sao đọc nó lên đi 8 lần. Tất cả cái boost và cái debuff nó sẽ gấp đôi lên hàng gì đây nè. Ghi 5 đam khi mình thêm video tay. Trời ơi. Né tránh thì nó đâu có tránh được độc đâu phải không? Bốc hơi. Năm đam, ba đam yếu ít hai thì nó ngon hơn. Bốn đam có một cạn. Bài nhiều thì nó lại có kiểm soát lắm. Xong cái này chắc mình lên đường level 3 nè. Cái này cài mát đeo và đi game thì nó dễ hơn. Nó đánh 5 lần. Một con búp bê. Con búp bê là cái gì tôi không biết nữa. Sáu độc trời ơi. Thì dạ. Ấy ơi. Nó hồi máu thì nó đánh một lần như 6 độc thiệt á. Nó lên độc đâu á. Bây giờ nó cắn lên 10 độc rồi, một tuần mình 3 tuần nữa là mình đi luôn á. Trời ơi, chín độc. Chạy thiếu 8 đam nữa. Gây 3 đam thì yếu 2. Gây 3 đam và nhận một cái chain. Tiếp 1 random. Mua giáp bây giờ cũng khá là khó khăn. Nhưng mà lấy giáp đi. Còn 23 thịt à. Tiếp theo mình phải mua thịt toàn bộ đó. Mm-hmm.
Nên chuẩn bị đánh sao độc thiệt không nạn. Con này nó ăn mana quá. Hồi bảy máu nó đánh lại sao độc, trời ơi. Giết nó đi. Hai con búp bê là cái gì ta? Mười hai với 11 là hai tôn nó chết này. Tôn sao nó tự chết. Bây giờ kiếm giáp cho mình thôi. Không có giáp. Rồi, nâng cấp. Đánh dấu. Đánh dấu là Higo này sẽ nhận chí mạng. Đánh dấu lên bản thân hả? Có thể đánh dấu lên địch luôn. Bút cho nó 6 giáp, sau đó mình đánh nó gây chí mạng. Không chết. Máu mình không thấy gớt dưới 1. Nhưng mà độc thì có thể giết chết mình. Không lấy con nào ra. Chết rồi, hết thịt thì sao giờ? Mình có 3 điểm mà. Tăng hết chi mạng thôi. Ây da, hết thịt thì sao vậy, nó đổ quét à? Vô đây chắc phải mua mà hàng hà sơ số thịt đúng không? Tầm tiền không gần đâu. Năm thủ 4 cái lá là 4 cái méo gì vậy? Tám bảy sáu, ba tuần nữa nó chết. Trời ơi, cái lá là nó dễ độc. Bút cho nó. Bút cho nó xong mình đánh nó. Mình lấy được hai cái né tránh. Hai tôi nữa thì đọc nó tự giết rồi, 4 với 3 là 7 luôn á. Nào. Nhưng mà mình được cái né tránh. 4 điểm né nè. Giết luôn nè. Mm-hmm.